Quảng Ninh đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ. Tiếp nối Hạ Long, một quân vương mới xuất hiện đang chiếm lĩnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, là nơi giao hòa của ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vân Đồn, mảnh đất được đặt mục tiêu trở thành thành phố đáng sống nhất châu Á. Được thiên nhiên ưu ái, ban tặng nhiều kỳ quan tự nhiên tuyệt mỹ với đầy đủ vịnh biển, đảo, rừng, đồi núi, hang động, sánh đôi cùng các công trình kiến trúc kỳ vĩ. Cùng lợi thế về vị trí, được đặt trong quy hoạch phát triển liên hoàn quốc gia, nằm trên tuyến đường trung chuyển chiến lược Đông Á, Đông Nam Á, ASEAN, Trung Quốc. Bên cạnh là thị trường 2 tỷ dân, có nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu. Trong bán kính 5 giờ bay có thể tiếp cận tới thị trường 3 tỷ dân, có tổng GDP hơn 22.000 tỷ USD. Vân Đồn được đánh giá là trung tâm phát triển năng động nhất thế giới, được quy hoạch thành khu kinh tế trọng điểm đến 2040 và lên thành phố vào 2025. Giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển vành đai kinh tế biển Vịnh Bắc Bộ, tam giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vân Đồn là một trong hai khu vực duy nhất đủ điều kiện miễn visa trong 30 ngày, kết nối dễ dàng với hệ thống giao thông Việt Nam và quốc tế với trục cao tốc xương sống Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, rút ngắn thời gian di chuyển. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với công suất 2,5 triệu lượt khách một năm. Hệ thống bến cảng Vân Đồn, Bái Tử Long, Cô Tô, Móng Cái giúp kết nối hoàn thiện tuyến giao thông đường biển nối liền Đông Á và Đông Nam Á. 2021 chứng kiến sự cất cánh của Vân Đồn trở thành đại công trường lớn nhất miền Bắc. Trục đường 58m xuyên khu kinh tế Vân Đồn kéo dài từ khu đô thị Phương Đông đến điểm cắt với đường 334 dần hoàn thiện, thay đổi bộ mặt giao thông của toàn bộ Vân Đồn. Tại điểm thi công trung tâm thị trấn Cái Rồng, khối lượng san lấp, nền đường đang tiếp tục ồ ạt thi công, thay đổi theo từng ngày. Tại điểm khu đô thị Thống Nhất, tiếp tục lấn biển, san nền, tạo thành hình ảnh trục đường dài thẳng tắp ven bờ vịnh Bái Tử Long. Những dự án dọc đường 58m như trụ sở biên phòng, nơi sẽ làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khách nước ngoài đang được hoàn thiện. Các mặt bằng khu tái định cư Hạ Long gần như đã xong. Dãy shop house của một dự án lớn đang ngày đêm thi công, nhà cao tầng đã mọc lên giữa mặt vịnh. Chính thức khởi công mở rộng trục đường huyết mạch 334 lên 44m, khu vực trước mặt chùa Cái Bầu mới được động thổ ngày đầu tháng 6 này, tạo thành con đường trực diện xuyên qua ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam. Một cây cầu đang được ép cọc thi công để rút ngắn và tạo sự dễ dàng hơn khi di chuyển đến khu kinh tế Đông Bắc Cái Bầu. Khu Casino, một khu kinh tế đặc biệt nhất của Vân Đồn, diện tích san lấp hoàn thành lên đến hàng chục hecta. Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch 1/2000 khu kinh tế Đông Bắc Cái Bầu, chính thức khẳng định phát triển những thành phần kinh tế đặc biệt trong khu kinh tế, đó là Casino. Cao tốc Hà Nội Vân Đồn rút ngắn thời gian di chuyển xuống gần 2 giờ. Tuyến đường cao tốc từ sân bay đến khu kinh tế Đông Bắc Cái Bầu, Casino đã hoàn thiện và thông xe. Siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng 5 sao, du lịch, giải trí và thể thao biển Sonaci Vân Đồn Harbour City chắp cánh cho sự thăng hoa của con rồng châu Á Vân Đồn. Sở hữu 2,2 km đường biển mặt vịnh Bái Tử Long, quy mô 358,3 ha, 18.000 sản phẩm đa dạng và 1.000 tiện ích độc nhất vô nhị phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng. Sở hữu vị trí đắc địa nằm tại trung tâm của vành đai đô thị dịch vụ, văn hóa, vui chơi, giải trí, dễ dàng kết nối với cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đường cao tốc và các bến cảng du thuyền. Nằm giữa hàng loạt địa điểm du lịch, Sonaci Vân Đồn Harbour City chở theo giấc mơ thịnh vượng chinh phục những huyền thoại biển đảo thế giới, sẽ đưa Vân Đồn trở thành một huyền thoại mới trên bản đồ du lịch toàn cầu. Sonaci Vân Đồn Harbour City, bản giao hưởng huyền thoại các đại dương.